Anh Nguyễn Trường Ngoan, 26 tuổi, ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, sinh ra và lớn lên trong bóng tối do bị mù bẩm sinh. Những lúc cuộc sống ngỡ lâm vào bế tắc, âm nhạc đã giúp anh tìm thấy động lực và ánh sáng. Bà Ngô Mỹ Duyên, 50 tuổi, mẹ của Ngoan cho biết, khi mới sinh khoảng 2 tháng, gia đình biết Ngoan không nhìn thấy gì và đưa anh đi điều trị ở nhiều nơi. Tuy nhiên, bác sĩ kết luận Ngoan bị mù bẩm sinh. Lúc này, mọi thứ như sụp đổ trước mắt bà, vì niềm vui vừa chớm nở thì lại nhận hung tin. Năm 2017, do gia đình tan vỡ, bà Duyên dẫn theo Ngoan và cô con gái lên phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để sinh sống. Khi còn nhỏ, Ngoan chỉ quanh quẩn trong nhà và ngày tiếp xúc với người lạ. Hàng ngày, nghe ông nội đờn cò nên anh đam mê và quyết tâm học cho bằng được. Khi 13 tuổi, Ngoan xin ông nội chỉ học đàn, nghe ông đàn rồi bắt chước đàn theo. Lúc đó em học, em biết đàn hồi lúc mà 13 tuổi. Lúc trước là 13 tuổi là ông lão là ở nhà ở dưới là ông mua cái đàn đàn tay cầm đó, rồi đàn nhạc thời gian sau đó rồi mấy dây qua cổ thì cái đó thì cũng không có gì khó chứ. Rồi lúc mà em học thì lúc trước thì em học cái đàn đi ra cái lỗng, rồi sau lại là học đàn cò, đàn điêu long, rồi đàn xến rồi luôn. Rồi cái đàn kìm thì mượn cái đàn kìm ta đó, rồi em về rồi em đàn đâu cũng đàn bản Văn Thiên Tường á, rồi đàn đâu có, nó cũng còn tập chủng gì mà chưa có gặp. Niềm đam mê cộng với sự kiên trì, cuối cùng anh cũng đàn thành thạo 6 loại nhạc cụ gồm đàn cò, đàn sến, đàn violon, đàn guitar, guitar phím lõm và đàn mandolin. Cái chữ đợn nó là ngày nào nó cũng phải ngồi đợn, nó nghe theo dõi trên đài đó, nó nghe rồi nó đầu nó lấy đợn, nó đợn theo, nó gửi tin nó cũng đợn theo cũng có. Tôi biết nó còn nhỏ tuổi mà nó bị khiếm thị đó, nhiều xương, rồi sẵn có lớp đàn cây tự tử giúp đỡ đi luôn, mà mua nó tặng nó cái đàn. Rồi thời gian với chú cháu đi học rồi luyện tập rồi đi tới lui, chú cũng muốn là động viên mà cũng thành cho nó. Sau cái lớp học thì chú sẽ mời nó vô tham gia những câu lạc bộ văn nghệ của phường Trà An. Có thể nói âm nhạc là sợi dây kết nối anh Nguyễn Trường Ngoan với mọi người và cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn.